Thưa quý vị, liên kết để phát triển bền vững là xu hướng tất yếu mà tất cả doanh nghiệp dù hoạt động trong lĩnh vực nào cũng phải thực hiện để tồn tại và phát triển. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, vấn đề liên kết, nhất là liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ giữa các doanh nghiệp mang thương hiệu Made in Bà Rịa Vũng Tàu, bước đầu thực hiện đem lại những tín hiệu rất khả quan. Nổi bật nhất và quy mô nhất trong các chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh là chuỗi thực phẩm An Toàn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 21 sản phẩm được xác nhận sản xuất theo chuỗi thực phẩm An Toàn với 46 cửa hàng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ 21 chuỗi thực phẩm An Toàn đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí gồm điều kiện sản xuất, quản lý chất lượng theo các chứng nhận Việt Gáp, HACCP, Global Gáp, ghi nhãn sản phẩm. Cửa hàng Bữa Cơm Ngon thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thực phẩm An toàn Bà Rịa Vũng Tàu ở phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu tham gia phân phối hàng hóa chuỗi thực phẩm an toàn của tỉnh năm 2016. Hiện cửa hàng đang bán 4 nhóm sản phẩm gồm các loại rau, củ như rau ngót, rau cải, cà rốt, khoai tây, thịt gia súc gia cầm như thịt heo, gà, bò, trái cây các loại và gạo. Nguồn hàng rau gạo bày bán tại cửa hàng đều được lấy từ các hợp tác xã trong tỉnh, đã được Chi cục Nông lâm và Thủy sản tỉnh cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Các loại rau được sơ chế và chỉ bán trong ngày. Những cái tiêu chí của chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình á, thì cũng có những cái tiêu chí cũng khá là cụ thể. Ví dụ như là về sản phẩm thì phải trích xuất được nguồn gốc, anh phải biết cái sản phẩm đó là từ cái nhà sản xuất nào, từ nông trại nào, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái quá trình phân phối thì anh cũng phải đảm bảo, ví dụ như khâu vận chuyển thì nó phải đảm bảo những cái tiêu chí như thế nào, và cái bước cuối cùng là khâu thương mại tại các kênh phân phối. Thì cửa hàng của anh, cái cửa hàng, cái nơi mà anh trưng bày và anh kinh doanh, nó cũng phải đảm bảo những cái tiêu chí, ví dụ như là lưu trữ như thế nào, những cái tiêu chí liên quan tới vệ sinh chung. Thì tụ trung lại cuối cùng, cái mục đích cuối cùng của chuỗi là cái sản phẩm sạch từ nông trại, từ nhà sản xuất tới tay người tiêu dùng phải đảm bảo. Còn cửa hàng thực phẩm an toàn tại trung tâm thương mại Bà Rịa của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Dịch vụ Âu Cơ khai trương tháng 4 năm 2017. Cửa hàng bày bán đầy đủ các loại thực phẩm cần thiết cho người tiêu dùng và các sản phẩm này đều được chứng nhận đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng về hàng hóa. Thế cho nên là sản phẩm của khách hàng đến đây nhận diện. Thưa ông, thì hiện tại cửa hàng của mình có khoảng bao nhiêu sản phẩm của Bà Rịa Vũng Tàu ạ? Theo cái quyết định của Ủy ban tỉnh là có 17 sản phẩm thuộc chuỗi, thì cửa hàng thực phẩm an toàn Bà Rịa Vũng Tàu đến hiện nay thì được có khoảng 12 cái sản phẩm nằm ở trong cái cửa hàng tại trung tâm thương mại thành phố Bà Rịa. Còn lại một số cái sản phẩm thì cũng đã đạt các tiêu chuẩn, họ cũng đi xét nghiệm và tự công bố và được chứng nhận là về trên toàn thực phẩm thì rất là nhiều. Ngoài các sản phẩm tiêu dùng như các loại trứng, thịt, cá, các loại rau củ quả thì do đơn vị sản xuất. Còn lại là như các loại trái cây như thanh long thì lại tại Xuyên Mộc, bơ thì tại Châu Đức. Còn các sản phẩm như là ngũ cốc, mật ong hoặc là các loại sản phẩm như tinh nghệ thì toàn bộ sử dụng các loại sản phẩm do nông nghiệp của địa phương mình sản xuất hết. Tại sao mình có sự ưu tiên đối với cái sản phẩm của Bà Rịa Vũng Tàu? Thì sản phẩm của Bà Rịa Vũng Tàu thì chúng tôi, tại vì ngoài cái sự mà hỗ trợ của cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương thì doanh nghiệp anh em cũng phải tự vận động và tự tìm tới nhau. Khi mà có sự mà giới thiệu qua lại với nhau thì nó tốt hơn. Thứ nhất là về mặt cung ứng thì là họ luôn đảm bảo cho mình là hàng mới, hàng đảm bảo chất lượng. Thứ hai nữa là cũng giúp đỡ nhau để tìm hiểu thị trường và tìm hiểu chính sách chung về hỗ trợ. Thông qua những cái đợt mà trưng bày thì chúng tôi cũng ở trong tỉnh thì không nói, nhưng mà ở ngoài tỉnh thì chúng tôi cũng hỗ trợ nhau về phương tiện đi lại, rồi cũng tìm hiểu bản hàng thêm.
đó là cái mặt lợi thế để anh em giúp đỡ nhau, thực ra là cũng là hai bên cũng có lợi. Hiện nay thì ở trên cửa hàng của chúng tôi thì chúng tôi phân theo các nhóm là từ trái cây rồi rau củ quả, hải sản và các loại gia vị. Nhưng mà về tương lai thì chúng tôi sẽ sắp xếp ra một cái khu vực riêng là các sản phẩm đặc sản của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hoặc là các sản phẩm mà đạt trong chuỗi thực phẩm an toàn Bà Rịa Vũng Tàu được công nhận thì chúng tôi sẽ dành một cái sản phẩm riêng. Thứ nhất để cho khách hàng là dễ nhận diện. Thứ hai nữa là để quảng bá với lại khách du lịch. Tại ở đây cũng nằm cái vị trí trung tâm của thành phố Bà Rịa thì rất là nhiều khách du lịch đoàn, rồi khách du lịch vãng lai, rồi thì có cả khách, nhiều khách nước ngoài nữa thì cũng có ghé. Với mong muốn liên kết và giới thiệu sản phẩm Bà Rịa Vũng Tàu đến với đông đảo khách hàng, siêu thị hải sản và nông sản Thuận Hải ở thành phố Vũng Tàu vừa được khai trương. Siêu thị hiện đang bày bán khoảng 300 mặt hàng là hàng nông sản, hàng tiêu dùng, hải sản. Trong đó 50% sản phẩm là của các doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu, còn lại là các doanh nghiệp ở các tỉnh thành khác. Mình mở cái này ra là mình muốn, cái thứ nhất là mình giới thiệu sản phẩm của mình. Cái thứ hai nữa là mình giới thiệu tất cả những mặt hàng vừa nông sản vừa hải sản của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để cho người dân được dùng trực tiếp. Rồi cái thứ hai nữa là để giới thiệu cho khách nước ngoài, người ta muốn mua về làm quà, rồi những khách để họ mua để mà xuất khẩu á, thay vì họ muốn kiếm một mặt hàng này cái họ kiếm mặt hàng kia, họ đi kiếm luôn. Tức là chủ yếu là giống như ở đây là trưng bày là khoảng 50%. Cái lý do của mình á, làm ra đây là giống như là trưng bày tập trung những hàng hóa tiêu biểu của Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, các tỉnh thành luôn. Người ta dùng hàng của Việt Nam, người ta cảm thấy là bây giờ hàng như vậy, thương hiệu như vậy thì nó sẽ tốt. Nói chung là vô đây là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tối đa 100%. Còn những cái sản phẩm mà chị đưa vào đây thì mình phải đảm bảo những cái tiêu chí như thế nào? Chẳng hạn như nông sản đi thì phải có mã code, mã vạch, rồi phải có tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm nè. Rồi những công ty á, người ta sản xuất lớn thì người ta có tiêu chuẩn về HACCP á. Vậy thì trong cái thời gian tới thì chị dự kiến là sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng hơn nữa cái điểm bán hàng này như thế nào? Trước mắt á, thì mình đang thì đi sưu tập thêm các tỉnh, những cái mặt hàng nào mà tiêu biểu của các tỉnh, rồi những cái mặt hàng nào mà mình thấy đủ điều kiện, chẳng hạn như trái cây thì phải có an toàn Việt Gáp. Nói chung chế biến là về thực phẩm đó. Còn về bên hải sản thì phải chẳng hạn như cá đi, cá thu nó phải còn tươi, mực nó cũng phải còn tươi, nó phải đảm bảo an toàn vệ sinh, coi như là tuyệt đối và không có hóa chất. Ở đây là nói không với hóa chất. Và đặc biệt ở đây, vô đây là chỉ có hàng Việt Nam, made in Việt Nam 100%. Hình thức liên kết theo mô hình hợp tác xã không còn quá xa lạ đối với nhiều địa phương. Và tại Bà Rịa Vũng Tàu, nhiều hợp tác xã bên cạnh việc hình thành liên kết chuỗi trong khâu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, còn mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động sản xuất và kinh doanh và lựa chọn nhân sự có chuyên môn, năng lực để đủ khả năng tìm kiếm đầu ra tiêu thụ sản phẩm. Cái thị trường mà đưa ra cái sản phẩm mình mà được có giá trị đó thì được nhà nước hỗ trợ, tụi này làm được cái nhà máy sấy, cái kho chứa, để cái kho chứa là để cho bà con là có gửi sản phẩm mà khi mà cần tiêu thụ mà cái giá cao thì bà con tiêu thụ, hai nữa người ta bán thẳng trực tiếp cho mình thì mình mua luôn, mình sấy đó để mình làm cái sản phẩm mình dưới cái doanh nghiệp mà liên kết với mình để là nâng cao cái giá trị sản phẩm lên. Tuy chỉ mới xuất hiện trên thị trường trong thời gian ngắn nhưng thương hiệu Tiêu Bào May đã được nhiều người tiêu dùng biết đến. Hiện ngoài thị trường trong nước, Tiêu Bào May còn được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Thương hiệu Tiêu Bào May đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý do chính phủ, nhà nước và các tổ chức uy tín trao tặng. Đó là những quả ngọt có được từ mô hình sản xuất gắn kết bền vững mà Ban Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bào May ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc đã mạnh dạn triển khai trong thời gian qua. Cái Hợp tác xã Bào May của chúng tôi á,
Thứ nhất là chúng tôi đã sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế Global Gap. Thì không như thế thì chúng tôi đã chế biến ra cái sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000. Đây là một trong những cái sản phẩm chương trình khép kín đạt được cái tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Và đặc biệt thì chúng tôi đã chế biến ra những cái dòng sản phẩm cao cấp để cạnh tranh được với trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. Đó là một trong những cái bước mà của Bồng Bơi chúng tôi đã làm được. Một thuận lợi cho các doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ là sự quan tâm triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương do tỉnh Trung ương tổ chức. Như tại hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2019 vừa qua, nhờ sự liên kết, các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của tỉnh đã giới thiệu sản phẩm của tỉnh một cách tập trung và có điểm nhấn, qua đó giúp người tiêu dùng, đối tác biết đến và dễ chọn lựa, đánh giá chất lượng sản phẩm. Qua hội chợ này, nhiều doanh nghiệp đã tìm kiếm thêm được đối tác để mở rộng kênh phân phối. Theo mình thì cái đợt hội chợ lần này nó thu hút rất là nhiều khách tham quan. Và đây cũng là cái cơ hội mà mình thấy được là tiếp cận rất là nhiều khách hàng. Nói chung là cái hội chợ này rất là thành công về cái lượt người tham quan. Hội chợ này thì có 35 tỉnh, thành phố về cùng tham dự. Thông qua đây thì nó sẽ giúp cho rất nhiều cái việc kết nối sản phẩm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với các tỉnh khác. Ngoài ra thì còn có kết nối với các cái doanh nghiệp của nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Indo, Úc tham gia cùng ở tại đây. Sự ra đời và mở rộng hệ thống các điểm bán hàng tự hào hàng Việt tại Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã góp phần không nhỏ trong việc tạo thêm kênh phân phối các sản phẩm của Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện toàn tỉnh có 8 điểm bán hàng tự hào hàng Việt tại các địa phương Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ, Phú Mỹ và Côn Đảo. Cũng trong xu hướng liên kết để phát triển, hiện nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trong tỉnh mong muốn thành lập Hội Doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hội sẽ là đầu mối liên kết cho các doanh nghiệp và tạo ra kênh phân phối các sản phẩm hàng tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, các doanh nghiệp có kinh nghiệm về phân phối, làm thương hiệu sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập, còn non trẻ, cải tiến bao bì, nhãn mác, nâng cao chất lượng hàng hóa. Nhờ đó, sản phẩm hàng tiêu dùng của tỉnh sẽ tăng sức cạnh tranh với hàng hóa cùng loại của các tỉnh thành khác. Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hàng ngàn doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ. Vì vậy, sức cạnh tranh đơn lẻ của một hay vài doanh nghiệp sẽ là rất yếu ớt. Do đó, nếu không có sự liên kết tạo nên sức mạnh tương trợ, các doanh nghiệp sẽ khó tồn tại và phát triển. Hy vọng rằng với những tín hiệu khả quan đã đạt được, thời gian tới, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có nhiều hơn nữa những mô hình sản xuất kinh doanh liên kết theo chuỗi hoạt động hiệu quả, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Chương trình Người Việt Hàng Việt của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.